Đứng chắc hạt kệ vậy. Thôi tới đi, tới đi em. Đợi có người tới rồi tới. Yên tâm đi con, để máy cho không? Không có phân biệt ai á, tao ở đây nè tao cho nè. Ai cái này người ta nhờ đi. Cô ơi, cô chồng quá là nó mềm á. Được rồi, đem đi đi. Rồi đi ta làm cho. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Thôi con lấy đủ rồi. Cơm chưa? Còn cơm nè. Lấy cơm đi cho hết đi.